Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, độ ẩm không khí cao vào đêm và sáng sớm vẫn duy trì tại các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, khiến cho sương mù và sương mù nhẹ còn xuất hiện một vài, vài nơi kèm theo mưa nhỏ với lượng không đáng kể. Ngoại trừ khu vực vùng núi cao, còn lại hầu hết các nơi nhiệt độ thấp nhất đêm qua đều trên 20 độ, nên tình trạng ấm áp còn duy trì ở hầu khắp các tỉnh miền Bắc. Các tỉnh ven biển Trung Bộ chiều qua xuất hiện mưa rào và rông ở một vài nơi, nhưng những cơn mưa này không kéo dài, nhìn chung mức nhiệt nơi đây ít có sự thay đổi. Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ trời vẫn ít mưa và nền nhiệt ổn định. Ngày hôm nay, nơi có thời tiết đáng chú ý nhất vẫn là tình trạng nắng nóng tại các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Trời còn nắng từ sớm và càng về trưa càng nắng trói trang, khiến nền nhiệt tăng cao. Nhiệt độ cao nhất trong ngày đồng loạt tăng lên trên 35 độ, có nơi sắp xỉ 37 độ. Ngoài ra, độ ẩm không khí vào lúc giữa trưa còn thấp dưới 45%, nên mức độ khô và nóng vẫn chưa có dấu hiệu được cải thiện. Khu vực Tây Nguyên và các tỉnh ven biển miền Trung trời vẫn ít mưa và nắng nhiều, nên nhiệt còn tăng nhẹ. Vào thời điểm từ 1 đến 3 giờ chiều, hầu hết các nơi nhiệt độ đều dao động trong khoảng từ 30 đến 32 độ. Một số nơi từ vùng núi phía Tây của miền Trung còn có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ lên sắp xỉ và trên 36 độ. Trở lại với các tỉnh Bắc Bộ, ngày hôm nay vẫn là một ngày thời tiết ổn định. Mưa nhỏ chỉ xuất hiện một vài nơi vào sáng sớm và đêm với lượng không đáng kể, tập trung chủ yếu các tỉnh thuộc khu Đông Bắc. Ban ngày trời còn nhiều mây vào khoảng thời gian từ sáng đến gần trưa, sau đó mới giảm dần và có nắng. Riêng khu vực phía Tây Bắc Bộ cường độ nắng mạnh hơn cả nên nhiệt độ cũng cao hơn các tỉnh phía Đông từ 3 đến 5 độ. Nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay phổ biến từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Đến đêm nhiệt độ lại giảm xuống và giao động ở mức trên dưới 20 độ. Như vậy, thời tiết các miền đều khá tốt trong ngày và đêm nay. Đây cũng là thời kỳ biển lặng thuận lợi cho đánh bắt hải sản cũng như các tuyến tàu chuyến tàu lưu thông ra các huyện đảo. Trong 48 đến 72 giờ tới, dạng áp thấp nối với vùng áp thấp phía Tây tiếp tục mở rộng dần. Vì vậy, thời tiết trên cả nước ít thay đổi ngày nắng. Riêng các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng có sương mù và sương mù nhẹ dày rác. Đây là phần dự báo chi tiết cho các khu vực trong ngày và đêm nay. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, thời tiết phổ biến có mây thay đổi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác ngày nắng, có nơi nắng nóng đêm không mưa. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi từ 35 đến 36 độ và thấp nhất từ 19 đến 22 độ. Khu vực phía đông bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ và sương mù và sương mù nhạt rác, trưa chiều giảm mây hưởng nắng, gió đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ và thấp nhất từ 21 cho tới 24 độ. Khu vực Hà Nội và vùng lân cận nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dày rác, trưa chiều giảm mây hưởng nắng với gió đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ và thấp nhất từ 21 đến 24 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ trời còn nhiều mây, có mưa vài nơi. Trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi từ 34 đến 36 độ và thấp nhất từ 21 đến 24 độ. Khu vực Trung Trung Bộ mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ và thấp nhất từ 22 đến 25 độ. vực Nam Trung Bộ mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ và thấp nhất từ 22 đến 25 độ. Vùng cao Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ và thấp nhất từ 19 đến 22 độ. Khu vực Đông Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng nóng, đêm không mưa. Nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ và thấp nhất là từ 22 cho tới 25 độ khu vực tây nam bộ mây thay đổi ngày nắng đêm không mưa nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ và thấp nhất từ 23 đến 26 độ chuyển sang khu vực Biển Đông. Thời tiết biển trong vài ngày tới còn khá thuận lợi cho tàu thuyền khai thác và đánh bắt cũng như các hoạt động hàng hải. Cụ thể, tại quần đảo Hoàng Sa, trời hầu như không mưa, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 4, cấp 5, nhiệt độ giao động từ 26 đến 31 độ. Quần đảo Trường Sa, thời tiết cũng chỉ có mưa rào và sông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, nhiệt độ phổ biến từ 26 đến 31 độ. Thưa quý vị, như vậy trong ngày và đêm nay thời tiết tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ còn có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nơi có nắng nóng. Các khu vực khác ít mưa ngày nắng, các tỉnh miền Đông Nam Bộ nắng nóng vẫn còn duy trì. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết sáng nay của kênh VTC14. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.